Kênh YouTube bác sĩ Cây Nho Ninh Thuận xin chào tất cả các anh chị. Thì đây là những hình ảnh mà đã được khách ruột của em quay lại ở tại Sóc Trăng. Và những hình ảnh chị các anh chị đang thấy là giống nho 152, hay còn gọi là nho móng tay, hay có tên gọi khác là nho ba màu hay là nho hồng nhật, và được trồng tại Sóc Trăng. Đến đây là được 5 tháng và hiện tại đang bấm cành cấp 2 và đang cho ra hoa. Và mô hình làm vàng thì là làm mô hình vàng chữ Y nhé các anh chị. Thường là những cây nho là những dòng thân leo nên không bắt buộc là mình phải làm vàng kiểu vàng Ninh Thuận hay là vàng chữ Y hàng rào hay là vàng chữ A, chữ X. Thì quan trọng là mình nắm được quy trình, mình chăm sóc tốt thì đảm bảo mô hình vàng nào thì cũng cho mình đạt năng suất cao mà thôi. Đó, tùy theo cái vị trí địa lý thổ nhưỡng này, khí hậu ở địa phương mình có tốt như ở Ninh Thuận em, nhiệt độ trung bình năm thì là từ 30 đến 35 độ C này, hay là lượng ánh nắng tốt và độ ẩm không khí thấp, thì ở Ninh Thuận em thì là một cái nơi mà coi như là sinh ra để trồng nho rồi. Còn đối với mà các anh chị các tỉnh thì tùy theo điều kiện khí hậu khác nhau mà mình làm từng mô hình khác nhau. Quan trọng là mình giữ nguyên cái bộ khung để mình chăm sóc, mình ứng dụng vào cái vườn nho nhà mình thì em tin chắc là đảm bảo sẽ thành công. Và như các anh chị đang thấy không, như khách của em mà chia sẻ trồng 20 gốc chữ Y và bấm cành ra thì đạt năng suất bông rất là cao, từ 130 đến 150 bông trên 20 gốc nho. Đây là những cái chùm bông rất là chắc. Đối với nho 152 thì thường là đây là một cái giống nho rất là khó ra bông, và đặc biệt là khi ra bông thì chỉ ra một bông mà thôi, không như nho hạ đen, nho đỏ hay nho xanh hay nho 126 thì từ 2 đến 3 bông. Đó. Nên là việc mà xử lý bông nho ra bông thì là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Thì em xin chia sẻ thêm, mỗi giống nho là có mỗi cái kỹ thuật bấm cành khác nhau. Và đối với nho 152 thì thường các anh chị thường là bấm cành ra rất là ít bông, và thường là hay rất là lo lắng và luôn hỏi em. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ thêm về kinh nghiệm bấm cành 152 cho ra hoa hiệu quả. Thì đây là vườn nho đang ở giai đoạn cành cấp 2 nên là bắt buộc là mình phải bấm cành xanh. Và đối với nho 152 đối với từng giai đoạn luôn, nho mới tạo cành cấp 1, cấp 2 chưa để quả, hay là nho đã để quả và mình bấm cành, thì tốt nhất các anh chị nên bấm cành hơi cứng cành thôi, hơi xanh hoặc xanh chuyển sang vàng mà thôi, chứ bấm cành gỗ thì tỷ lệ ra bông nó sẽ thấp hơn những cành bấm cành xanh nhé các anh chị. Như các anh chị đang thấy này, những cái cành mà em chia sẻ cho khách quen của em ở Sóc Trăng bấm đều là cành xanh cả, và bấm nó tương đối là dài hơn so với những vườn nho khác. Đó, thường là phạm vi bấm là từ 0.7 này đến 1m, có khi 1m2. Nếu mà các anh chị mà không có dùng phương pháp ngắn ngọn thì mình có thể bấm xa hơn thì tỷ lệ cho bông sẽ cao hơn. Còn song song với việc mà bấm cành thì chiếm được 50% thôi, còn mình phải vô chế độ phân bón hợp lý trước khi bấm cành và sau khi bấm cành, và phun thuốc, những loại thuốc hợp lý nữa. Thì những cái quy trình bón phân và phun thuốc thì đã được em với ba em chia sẻ rất là nhiều rồi. Đó, thì đối với nho 152 thì em cũng xin chia sẻ thêm, đây là một giống nho rất là dễ mẫn cảm với thời tiết, và đặc biệt là đối với nho mà giai đoạn đang mang quả từ 2 đến 3 tháng thì các anh chị nên hạn chế không được phun thuốc nặng đô này, hay là không hạn chế là không được đụng quả, đụng lên quả nho nhiều thì hiện tượng nho rất là dễ móp trái. Đó. Và tiếp theo, khi nho chín thì nho có đặc tính là giòn và vỏ mỏng nên thường rất là dễ bị nứt quả khi gặp thời tiết. Nên mà khi nho
tầm khoảng 3 tháng trở đi thì các anh chị nên bao quả khi vào mùa mưa thì giúp cho vườn nho của mình an toàn hơn. Bởi vì cây nho hiện tại ở các tỉnh không phải là mình trồng để chơi nữa, mà hiện tại các anh chị đã bước vào con đường phát triển kinh tế rồi, nên em cũng muốn chia sẻ thật nhiều, thật kỹ những kinh nghiệm và cũng như là những bí quyết của farm em làm để cho các anh chị cùng biết và cùng chăm sóc tốt hơn. Mấy hôm nay á thì cũng em cũng rất là nhiều nhận được nhiều câu hỏi và những lời tâm sự của các anh chị đã bước vào cái nghề nho, nhưng mà do không có tìm hiểu được kỹ những loại giống mà mình muốn trồng và không tìm hiểu kỹ về đặc tính của những giống nho, mà mình chọn những giống nho không phù hợp và trồng đến hiện tại là từ 1 năm đến 2 năm nay rồi mà vẫn chưa cho hiệu quả kinh tế, thì lúc này lại gây một cái áp lực cực kỳ lớn. Bởi vì chi phí đầu tư nho, cây nho mà đối với một sào hai sào mà trong 2 năm thì có thể cũng bay mất nguồn vốn của mình từ 100 đến 200 triệu. Nên là các anh chị hãy chú ý, khi muốn bước chân vào nghề nho thì bắt buộc mình phải tìm hiểu kỹ và mình phải trồng trước tầm khoảng vài cây hoặc vài chục mét vuông hoặc vài trăm mét vuông để mình xem để xem cây nho có phù hợp với ở mình không, và tùy theo thời tiết mà mình sẽ có chế độ chăm sóc đặc biệt. Khi nào mà mình có kinh nghiệm rồi thì mình mới tiếp tục đẩy mạnh việc gia tăng thêm về cái quy mô đó. Và thường nếu mà các anh chị làm nhiều á thì phải tính tới phương án nhân công, bởi vì cây nho từng giai đoạn sẽ thu hút một lượng nhân công nhất định, và nếu mà mình trồng quy mô càng lớn thì bắt buộc mình phải đầu tư và giống như là hướng dẫn kỹ thuật để nhân công có thể làm một cách hiệu quả. Thì thường mà cây nho thường là giai đoạn cột cành này hay giai đoạn tiểu quả thì bắt buộc phải cần nhân công nhiều, để khi mà nho cột cành thì mình phải cột chứ không thôi là để gió nó bị gãy. Hồi thứ hai là khi tỉ quả thì bắt buộc là lúc đó mình phải tỉ đồng loạt để những quả nho mình tỉ nó thưa đi, thì lúc giai đoạn mà phát triển quả lớn cỡ đại á thì lúc đó thì mình cho công vào tỉ, thì lúc đó thì nho của mình mới đạt hiệu quả cao nhất. Và việc chọn cây giống thì cũng cực kỳ rất là quan trọng đó. Mỗi tỉnh và mỗi cái đặc điểm khí hậu khác nhau thì mình chọn những cây giống khác nhau, và các anh chị nếu mà muốn phát triển du lịch thì sẽ chọn những cái giống dễ ra hoa, dễ đậu quả, hay là muốn phát triển kinh tế vừa du lịch vừa phát triển kinh tế thì mình có thể chọn rất là nhiều loại giống và mình trồng để khả năng thành công của mình cao hơn đó. Và nếu như mà các anh chị mà đã có tâm huyết thật kỹ rồi thì các anh chị có thể liên hệ qua farm em để farm em có thể chia sẻ cực kỳ kỹ, và farm em luôn đồng hành với các anh chị bằng những cái video chia sẻ cực kỳ chi tiết để cho các anh chị có một cái kênh tin cậy để có thể mình chăm sóc vườn nho của mình tốt hơn. Thì đó cũng là những cái những lời tâm sự mà em nói lên để cho các anh chị thì đã bước chân vào nghề và cũng như là đang chuẩn bị có ý tưởng vào nghề thì có một cái sự chuẩn bị cực kỳ cụ thể, cực kỳ chắc chắn để khi mình đã đầu tư vào thì phải thành công, và thành công ở mức độ cao thì lúc đó thì mới hiệu quả được. Như các anh chị đang thấy, đây là những hình ảnh của khách của em cũng trồng mới thử nghiệm cũng được 40 đến 50 cây mà thôi, và em đang đồng hành cùng với khách của em để cho ra sản phẩm, và quan trọng là nắm được cái kỹ thuật chuẩn để khi mà thời tiết mà xảy ra như thế nào mình có thể ứng chiến kịp thời để bảo vệ thành quả của mình một cách tốt nhất. Vậy video của em kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.